Xin giới thiệu với các bạn yêu lan. Đây là một cái giò phi điệp được gắn trên cây mít tại một vườn lan thuộc xã Nam Hồng của huyện Đông Anh, Hà Nội. Mình vừa mới bắt gặp trong ngày hôm nay. Nhìn tổng thể thì đây cũng là một cái giò lan mới ghép lên cây sống. Tuy nhiên là mình sẽ phải hỏi lại gia chủ để xem nguồn gốc xuất xứ, sưu tầm từ ở đâu về. Cái điều lạ là có nhiều thân ra rất nhiều hoa, rất nhiều nụ và có nhiều mầm thân tơ, thân non. Có một điều đặc biệt nữa là thân rất dài, ba thân đều dài trên 1 mét và thân rất to. Ở mỗi một cái mắt của thân thì ra rất nhiều cái nụ, loại chùm hoa cùng một nụ. Ví dụ như thế này. Mỗi mắt ngủ là ra tầm 6-7 cái nụ. Đây, mình quay xa một chút để cho rõ. Quay gần được lên được mà. Mỗi mắt ngủ là 6-7 cái nụ. Và đến lúc mà nụ lớn thì còn lại khoảng 5 nụ lớn. Rất sai hoa. Rất sai hoa. Đấy, mình quay lần lượt từ trên xuống cho mọi người nhìn. Không hề. Đây, cái thân bên này nó to hơn rồi. Thân bên này thì lớn hơn đúng không? 5 nụ. Tính về độ đỗ về hoa là đỗ hoa sẽ nhiều. Năm hoa. Ít nhất là 5 hoa. Và mình sẽ theo dõi theo cái... Cái này là đến 6 hoa này. 6 bông hoa này. Mấy mét là được rồi. Rồi, có đây rồi. Rất nhiều cái này, đến 6 hoa đây, bên này là đậu lại 6 bông hoa. Rất là xa. Được chưa? Được rồi. Nhưng mà lia từ trên xuống cho mọi người nhìn nhé. Từ từ dưới lên đi. Đó. Mới nhìn tách, này. Mới từ chậu ghép ra cây nên nó chưa được bán rễ. Hai thân này rất quan trọng. Hai thân đấy là thuộc... một loại khác. Đây, từ trên vừa ra ki nhỉ, vừa ra nụ, ra hoa. Giờ mình sẽ đo thử cho mọi người biết. 1 2 3 4 5 hơn 1 mét. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại đây để ghi hình khi mà hoa bung ra. Rồi, xin cảm ơn các bạn sẽ sớm trở lại với một cái video clip. Hoa sẽ nở dài theo thân và mỗi một chùm hoa thì có hàng, mỗi một chùm sẽ có 5-7 bông hoa, nhìn sẽ rất là bắt mắt. Hy vọng là mặt hoa cũng sẽ rất là đẹp.